chào các bạn. Như các bạn đã biết, phong trào nhảy Flatmode thì thu hút rất là nhiều người tham dự và người cổ vũ. Và các video clip trên mạng thì lúc nào cũng đạt cái lượng view rất là cao. Nhóm mình quyết định là tổ chức một buổi nhảy Flatmode mang tên là Liberty S đẳng cấp say mê. Thì chúng ta sẽ chọn những cái sân vận động hoặc là những cái khu quảng trường lớn ở các thành phố lớn để có thể thu hút được người tham gia cũng như người theo dõi. Màu trang phục của những thành viên nhảy Flatmode là màu đỏ, và màu cờ dành cho những chiếc xe Liberty S sẽ là màu vàng. Mình đã quyết định là sẽ chọn hai hình dáng để chúng ta sắp xếp những chiếc Liberty S. Trước tiên là hình ngôi sao. Hình thứ hai là hình S. Chúng ta có nhiều cách để trình diễn chiếc xe Liberty S. Thì chúng ta sẽ chạy, có thể là chạy song song, chạy vòng tròn hoặc là chạy xoắn ốc. Nhưng mà điều cần thiết là phải có một chiếc máy quay từ trên xuống, để khi mà các bạn nhảy Flatmode thì nó sẽ ra hiện ra như là nhận ra được hình chữ S. Một điều rất là đặc biệt, bởi vì chữ S là đại diện cho hình ảnh của đất nước Việt Nam. Và chữ S cũng có thể đại diện cho nhãn hiệu Liberty S. Về hình ngôi sao thì khi mà nhìn từ trên xuống thì các bạn sẽ thấy được một lá cờ đang bay phấp phới. Thì khi mà các bạn quay clip nhảy Flatmode thì có liên quan tới lá cờ Việt Nam, thì khi mà các bạn, những người bạn nước ngoài xem thì chắc hẳn nhận ra đó là dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là tất cả là những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì mình hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới thì các bạn sẽ ủng hộ cho đội mình có thể thực hiện tốt phần này. Xin chào các bạn.